Đọc bản di chúc kỳ lạ của Hoàng Mập, Việt Hương, anh muốn gì em cũng lo hết, kể cả tiền. Ngay sau khi đọc di chúc của Hoàng Mập, Việt Hương gọi điện cho anh nói, anh có nguyện ước gì muốn làm, em làm cho anh muốn gì em cũng lo hết, kể cả tiền. Đang sống vui vẻ, hạnh phúc, Hoàng Mập làm một việc hết sức kỳ lạ là viết di chúc, chuẩn bị cho đám ma của chính mình sau này. Trong di chúc này, Hoàng Mập đưa ra 7 mong muốn, một đám ma không có tiếng khóc, vợ con mặc quần áo thật đẹp và chỉ quấn khăn tang. Mở kinh Phật 1 tiếng đồng hồ trong ngày, còn 23 giờ là để mọi người hát hò vui vẻ. Tro cốt của anh phải được rải ở biển Long Hải, nơi rải tro cốt của mẹ Việt Hương. Nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất trong di chúc này là Hoàng Mập yêu cầu Việt Hương phải có mặt và lo chồng mới cho vợ mình nếu chẳng may anh chết trẻ. Rất nhiều khán giả người quen tưởng anh có vấn đề, họ lo lắng inbox gọi điện hỏi thăm anh, trong đó có cả người em thân thiết Việt Hương. Ngay sau khi đọc di chúc của Hoàng Mập, Việt Hương gọi điện cho anh nói, anh có nguyện ước gì muốn làm, em làm cho anh muốn gì em cũng lo hết, kể cả tiền. Hoàng Mập không thiếu tiền, anh có biệt thự cổ trị giá cả 100 tỷ ở Đồng Nai, anh có nhà cửa rộng rãi ở Sài Gòn, có cả 50.000 m² đất ở Phan Thiết. Như một lời nói của Việt Hương khiến anh xúc động mạnh, mắt mũi cay xè. Hoàng Mập, Việt Hương quen nhau từ thời còn là sinh viên lớp diễn viên trường nghệ thuật sân khấu 2, nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Họ cùng nhau đi qua biết bao thăng trầm cuộc sống, tình cảm càng lúc càng khăng khít. Khi Hoàng Mập mở hãng phim Hoàng Thần Tài, Việt Hương mới lấy chồng, sinh con và đang ở Mỹ. Thời điểm đó, cái tên Việt Hương chưa hot như bây giờ. Hoàng Mập chính là người mời Việt Hương trở lại Việt Nam quay phim, từ Chàng Mập Nghĩa Tình, Yêu Thuê đến Giả Khúc Nguyệt Cầm, Đời Như Ý. Khi ấy Việt Hương chưa nhiều show nhưng bây giờ, về Việt Nam Việt Hương gần như chỉ đóng phim do Hoàng Mập, nên gần như ăn ở nhà Hoàng Mập, ngủ ở nhà Hoàng Mập, đi đâu anh em cũng như hình với bóng. Cũng trong thời gian ấy, Hoàng Mập và Việt Hương tới phòng thu đĩa Chuyện Tình Lan và Điệp và tình cờ gặp chàng ca sĩ miền Tây Đông Dương. Đông Dương khi ấy mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn tìm cơ hội lập nghiệp và sống bằng công việc là nhân viên phòng thu. Dù ở miền Tây, anh đã là ca sĩ nổi tiếng và tốt nghiệp hạng U khoa thanh nhạc trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Từ mối lương duyên này, ba người, Việt Hương, Hoàng Mập, Đông Dương gắn bó với nhau, họ đi phim cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau. Năm 2012, đoàn quay phim ở Đồng Tháp, nằm ghe, nằm thuyền, ở ruộng ở đồng cực khổ vô cùng nhưng ai cũng vui vẻ hạnh phúc. Khi cả đoàn nghỉ trưa thì ba người xách máy đi quay clip Nỗi Buồn Chim Sáo. Và họ có một giao ước, sau này ai chết trước thì người còn lại phải hát bài Nỗi Buồn Chim Sáo trong đám tang của người kia. Lời giao ước ấy hôm nay Việt Hương vẫn nhắc lại. Chia sẻ với phóng viên, Hoàng Mập kể, người tôi quá khổ, tìm đồ khó nên mỗi lần về Mỹ, Việt Hương đều đi mua áo cho tôi. Hồi tôi làm ở nhà Đồng Nai, mỗi lần thấy đuối mệt tôi viết Facebook than một tiếng là Việt Hương inbox, điện thoại hỏi ngay. Anh đuối gì, mệt gì? Cần nhiêu tiền em chuyển cho anh khỏe lại. Dù chưa từng vay mượn tiền của Việt Hương, nhưng tôi vẫn hay đùa. Việt Hương là cây ATM di động của Hoàng Mập.